chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngày hôm nay được dự báo sẽ là ngày có thời tiết xấu trên toàn bộ khu vực Bắc Bộ. Trên ảnh mây vệ tinh chúng ta có thể thấy là ngay từ sáng sớm ngày hôm nay, dải mây dông đã bị đẩy dịch và gây ra mưa cho vùng núi phía Bắc như là tại khu vực Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Yên Bái. Và trong ngày hôm nay thì vùng mưa dông sẽ mở rộng ra toàn khu vực Bắc Bộ và thậm chí là lấn xuống cả phía Nam. Lượng mưa dông ước tính trong ngày hôm nay ở vùng núi sẽ dao động trong khoảng là 40 cho đến 70mm và sẽ có nơi đạt mức mưa vừa cho đến mưa to. Trong cơn dông sẽ kèm theo cả hiện tượng lốc xoáy, tố, gió giật mạnh và có thể là cả mưa đá. Còn tại khu vực phía Nam đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội, sẽ có mưa ít hơn, chỉ trong khoảng là 20 cho đến 40mm. Tuy nhiên thì bà con cần lưu ý là mưa sẽ còn kéo dài sang cả ngày mai, thậm chí lặp lại vào đêm và sáng ngày kia. Do vậy, và một số nơi ở vùng núi cần đề phòng các hiện tượng như là sạt lở đất đá gây nguy hiểm. Các chuyến xe lưu thông đường dài thì cần hết sức lưu ý và theo dõi chi tiết các bản tin thời tiết tiếp theo để có thông tin mới nhất. Nhờ dải mây dông hoạt động ngay trên khu vực Bắc Bộ nên hai tỉnh thành Thanh Hóa, Nghệ An từ chiều và đêm nay sẽ chuyển mưa dông. Ban ngày nắng cũng yếu hơn với nhiệt độ hai tỉnh này giảm xuống ngưỡng 33 đến 34 độ và nắng nóng cũng tạm thời gián đoạn trong hôm nay và cả ngày mai. Tuy nhiên, các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào cho đến khu vực Khánh Hòa thì nắng nóng sẽ vẫn còn duy trì, song cũng sẽ có sự suy giảm hơn về mức độ, phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ. Riêng tại các tỉnh khu vực từ Đà Nẵng xuống đến khu vực Bình Định vẫn là nơi có mức nhiệt là 37 độ. Còn tại các tỉnh từ Tây Nguyên trở vào cho đến khu vực Nam Bộ, từ ngày hôm nay cho tới khoảng 2 ngày tới, gió Tây Nam sẽ hoạt động mạnh hơn trên vùng vịnh Bengal cũng như là tại khu vực vịnh Thái Lan, khiến cho thời tiết chuyển xấu hơn trong ngày. Và đặc biệt là tại các tỉnh khu vực miền Tây thì trời sẽ chuyển nhiều mây cả ngày, mưa rào thì có thể xảy ra bất kỳ lúc nào và càng về chiều nó có thể sẽ còn tăng hơn nữa. Do vậy, bà con các tỉnh Kiên Giang, Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu cần lưu ý. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị, mặc dù thời tiết được dự báo sẽ rất xấu ở Bắc Bộ, nhưng mà tại thủ đô Hà Nội thì mưa dông sẽ không xảy ra liên tục cả ngày, mà chủ yếu tập trung vào thời điểm tối, đêm và sáng sớm. Tuy không kéo dài nhưng cường độ mưa khá mạnh nên sẽ có những nơi có thể sẽ vẫn đạt ngưỡng là 30 cho đến 50mm. Do vậy, khi mà lưu thông thì chúng ta nên trú mưa dông mạnh, đề phòng kèm theo lốc xoáy có thể làm gãy đổ cây cối. Thời tiết trong ngày khá mát mẻ với nhiệt độ chỉ dao động từ 26 cho đến 31 độ. Tuy nhiên, do có mưa dông nên thời tiết không mấy thuận lợi cho sinh hoạt, giao thông cũng như là hoạt động vui chơi ngoài trời của người dân trong ngày cuối tuần. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì thành phố Hải Phòng được dự báo sẽ có mưa nhưng ít có khả năng xảy ra mưa dông cường độ mạnh. Tuy nhiên, các chuyến xe tải trọng lưu thông vận tải hàng hóa có hướng di chuyển lên vùng biên giới phía Bắc thì nên đề phòng mưa dông mạnh xảy ra ở khu vực Cao Bằng, Bắc Giang và Quảng Ninh. Ngoài ra thì tại khu vực Vịnh Bắc Bộ cũng như là tại phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ thì sẽ có mưa rào và dông. Bà con chưa nên ra khơi hoặc chỉ nên ở gần bờ để tránh lốc xoáy và gió giật trong cơn dông. Nhiệt độ trong ngày tại thành phố cũng chỉ dao động trong khoảng 26 cho đến 30 độ, tiết trời mát mẻ. Trong ngày hôm nay thì nhiệt độ trưa chiều tại thành phố Đà Nẵng được dự báo vẫn dao động ở ngưỡng là 36 cho đến 37 độ, thấp nhất sẽ giữ ở mức là 28 độ. Thời tiết còn khá thuận lợi cho giao thông cũng như là du lịch trong ngày cuối tuần này. Theo nhận định xa hơn của các chuyên gia thời tiết thì trong những ngày tới chưa có hình thế gây mưa nào có khả năng làm gián đoạn tình trạng nắng nóng của khu vực Trung Bộ. Trong ngày hôm nay thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ chuyển nhiều mây, mưa rào nhẹ có thể sẽ xảy ra bất chợt cả vào thời điểm buổi sáng hay là trưa và đặc biệt là càng về chiều thì có khả năng sẽ xuất hiện mưa rào mạnh kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh. Do vậy, khi người dân lưu thông vào những cung đường dễ ngập úng trên địa bàn thành phố thì cần hết sức lưu ý bởi trong ngày mai và ngày kia thì vẫn có thể sẽ xuất hiện mưa với lượng từ 20 đến 40mm trong ngày. Nhiệt độ trong ngày hôm nay tại thành phố vẫn đang duy trì ở trạng thái mát mẻ và dễ chịu với ngưỡng nhiệt từ 25 cho đến 33 độ với độ ẩm từ 72 đến 90%. Còn tại các tỉnh ven biển miền Tây có thời tiết xấu hơn so với miền Đông. Vì thế, trong ngày hôm nay thì thành phố Cần Thơ được dự báo sẽ nhiều mây gần như cả ngày và có thể sẽ cho mưa rào bất chợt. Thời điểm buổi chiều từ 2 giờ đã xuất hiện mưa dông tăng lên về cường độ. Chính vì vậy mà nhiệt độ cao nhất ngày tại thành phố dao động xung quanh ngưỡng 31 đến 32 độ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin dự báo thời tiết đô thị của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin thời tiết tiếp theo.